Nhưng điều Paulo đã có mà mọi người không có đã khiến ông mạnh mẽ, khiến ông vững vàng, khiến ông đầy đức tin và đầy sự can đảm, đó là sự mặc khải của Đức Chúa. Sự mặc khải đã tạo nên sự khác biệt giữa người lãnh đạo và người đi theo. Cùng một thời điểm, cùng một nan đề, cùng gặp bão, cùng hoàn cảnh như nhau, nhưng mà 275 người thì sợ hãi, bất an, lo lắng, cuống cuồng đến nỗi không dám ăn gì cả. Chúng ta cần có lời của thiên đàng cho dân sự Chúa ngay trong thời điểm này. Ngay trong thời điểm mà cả thế giới đang bất an, ngay trong thời điểm mà cả thế giới đều đang lo lắng và sợ hãi, lời Đức Chúa Trời sẽ thêm sự can đảm cho chúng ta. Vì vậy đây là lúc mà mỗi đầy tớ của Chúa, con dân của Chúa, hãy siêng năng đọc lời của Chúa, hãy siêng năng đọc lời của Chúa để chúng ta biết rằng Chúa là đấng bảo vệ chúng ta. Kỳ hạn ở trên đất của cuộc đời chúng ta nằm ở trong tay của Chúa. Nếu mà kế hoạch của Chúa, sứ mạng của Chúa, mục đích của Chúa trên cuộc đời của tôi và quý vị chưa xong thì không ai đụng đến mạng sống của chúng ta được. Chúng ta không phải lo lắng và sợ hãi, nhưng mà nếu đã xong thì dầu không có Covid chúng ta cũng đi.